Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Nguyễn Khê VN đây. Và video vlog lần trước đó, mình đã hứa với các bạn là mình sẽ lên mái nhà. Và hôm nay mình sẽ lên với nhà với ba để chặt cây nha. Rồi bắt đầu vào video các bạn. Xong nha các bạn. Đây, cầu thang lên mái nhà mình nè. Để mình lên nha. Bên trường cấp 2 nha. Mới học được có 3 ngày. Thế là dịch khỏi học luôn. Từ vùng xanh biến thành vùng đỏ lét luôn. Đấy. Trên này mình rất là sợ nha các bạn. Nè. Rất sợ luôn. Thì ba mình đang chặt cây nha. Vừa mưa xong là nắng chói chang rồi. Ba mình đang chặt cây để đỡ hư cái mái nha các bạn. Hư cái mái nhà. Mục mái. Nên cắt nha. Hôm nay mình sợ lắm. Các bạn thử đặt bạn vào cái chỗ này đi. Rất sợ luôn nha. Nhất là khi xuống đấy. Mình nghĩ chắc mình khó xuống. Dạ. Đây, cái cây đây. Mình chặt xong này. Có cái kéo bấm cạnh này. Bạn nhìn tất cả xung cảnh bên mái nhà mình nha. Đây nhà hàng xóm mình nè. Còn dưới đây là nhà mình. Trên đây sợ lắm các bạn. Đây bên trong nhà mình đây. Một mớ cây luôn. Đẩy nó xuống rồi ba. Đây, ba mình đang đẩy nó xuống nha các bạn. Có cục gạch kia ba, đẩy nó xuống là xong luôn á. Rồi, mái nhà mình ướt. Do cây với mưa này các bạn. Con vứt cái cây này xuống luôn đây. Bye bye. Cây cây. Chúng gia điện một phát là xong. Đây, cây cây đây. Ok. Bye bye. Rồi. Nó xuống rồi các bạn. Mình tắt này. Đây dây điện ngay trước mặt mình luôn. Còn cái này nhỏ nữa. Xuống nó không rớt xuống nhỉ. Rồi. Cho mày xuống này con. Nói thường. Đây, ba mình vừa cắt xong. Mới nè. Hoa thiên lý. Để lại. Đây là cái dây hoa thiên lý nha các bạn. Ba mình để lại nè. Để khi nào nó ra hoa rồi ba mình lấy xuống làm ăn. Thôi sao có cái dép kia? Đây hoa thiên lý đây. Cái dép của ai ta? Nè. Phút xuống đi. Đó.
khung cảnh xung quanh đây. Cành này luôn. Cành à? Đi cầu thang này. Cái công đoạn mình xuống rất là sợ luôn. Cái này mà rơi cái máy một phát. Ba mình đang quét mấy cái lá khô nó rơi xuống nha các bạn. Ủa, một mấy tuần rồi. Có xe. Có chân tán à. Nhiều lá quá. Đây, đây là cây hoa thanh lý nha các bạn. Mấy cái này nè, ba mình sẽ hái về và xào lên ăn nha các bạn. Hơi bị ngon luôn. Đây. Đấy. Bên kia cũng đang bị giăng dây luôn nha các bạn. Đấy các bạn thấy dây không? Giăng nha, màu đỏ le lét á. Bên trường nè. Ok. Mình không dám cho các bạn nhìn dưới đây. Mình sợ lắm các bạn. Ba mình quét gần hết rồi nha các bạn. Dây điện này. Nó rung kìa. Mấy cái lá khô nè. Cái dép sầu riêng. Đây, cái dép sầu riêng nha các bạn. Bye bye. Bóng cành đây nè. Kéo bóng cành. Đây, kéo bóng cành đây nha các bạn. Ba mình vẫn đang chặt. Lên trên kia. Con không dám lên. Này ba mình kêu lên trên này này. Mà mình không dám lên các bạn. Sợ lắm. Này tôi nó rung sợ ơi tôi sợ. Đã đi quay đi. Ta khỏi lên đi. Lắm. Không lên đâu, sợ. Sợ lắm. Đây. Giăng dây nè. Công đoạn cuối thôi. Bây giờ mình đi xuống nha các bạn. Ai cầm cam đi xuống giờ. Thôi, hẹn các bạn đấy nha. Mình đã xuống rồi đây các bạn. Ba mình đang chạy xuống nè. Cây mình vừa cắt ớt mớ rồi. Nè, cái dép sầu riêng hồi nãy mình vớt xuống này các bạn. Bây giờ xử lý đám cây này. Đây. Còn cả mớ cây này.
nước rồi đâu ba. Mang qua nè. Nè, bây giờ mình mang cây qua bên kia vứt nha các bạn. Ba mình đang mang qua đây nha. Đấy. Mang qua đây vứt nè các bạn. Có đốt không ba? Khô rồi, ba mình đốt nha. Đây các bạn, thì mình đã giới thiệu nhà của mình rồi nên không cần phải nói nhiều nữa. Rồi thế là sạch sẽ mắt mẹ rồi. Và video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Và bây giờ thì bye bye.